Hello, chào mọi người. Dạ, xong cái quãng đường dài mùa dịch thì hôm nay mình Kỹ Sĩ Hẻm sẽ quay trở lại với phần review. Hiển nhiên là cái kênh của mình bao nhiêu năm rồi nhưng mà chưa bao giờ mình review cái chiếc Suzuki GSX-R 750 đời 2009 độc nhất vô nhị của mình. Vì sao mà nói độc nhất vô nhị? Thì ở cái thời điểm năm 2009-2010 đó, người ta mua xe Suzuki GSX 600-750 rất là nhiều. Và những chiếc 750 thì thuộc thể loại là hàng hiếm, khi mà nó chỉ có khoảng một vài chiếc trên đầu ngón tay mà thôi. Mà cái độc hơn nữa đó chính là cái tình yêu với xe của mình đã khiến cho mình giữ nó từ năm 2009 cho tới năm nay là năm 2021, là sắp hết năm rồi. Đã 12 năm trời mà mình không hề chia tay nó bao giờ hết. Đấy, còn tất cả những chiếc xe GX 750 khác thì chủ là đã bán chán qua nhiều đời chủ rồi. Bây giờ mình có thể nói đây là chiếc Suzuki GX 750 hải quan chính ngạch, khen nhất và chính chủ đầu tiên duy nhất tới giờ hiện nay. Chỉ một mình thôi. Đấy chính là cái lý do mà các bạn chơi xe, các bạn nên chung thủy với nó. Thì mười mấy năm sau là các bạn sẽ có một chiếc xe độc nhất mà bảo đảm là người ta không thể nào so sánh với bạn về giá trị được. Khi mà mình đứng tên nó chính chủ lần đầu và mình giữ nó suốt mười mấy năm trời và vẫn zin. Zin theo kiểu là động cơ zin thôi, chứ còn đồ chơi trên xe thì đổ rất là nhiều. Rồi, bắt đầu mình tiến tới đây, mình trả lời một cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi. Anh dán đề can ở đâu mà đẹp vậy anh? Wow, không hề dán. Tất cả những cái chi tiết trên bình xăng này là mình đã nhờ một cái tiệm sơn Airbrush và thực hiện trong vòng 6 tháng trời. Chỉ bằng cách sơn Airbrush là sao? Có nghĩa là sử dụng cái súng sơn siêu nhỏ, nó giống như một cái viết bông nhé. Bạn vẽ từ từ, từng chút một lên trên tất cả cái này và tạo ra cái hình ảnh chi tiết rất là cực chuẩn như thế này. Đấy là cái điều làm nên giá trị của nó. Và nguyên một cái bộ dàn áo này ở cái thời điểm năm đó mình sơn đã hết khoảng gần 30 triệu. Và một cái điều cực kỳ khó của nó, khó xài của nó chính là bạn phải giữ thật kỹ. Tại vì chỉ cần một vết chày hay gì đó thì rất khó là dặm. Tại vì nó quá nhiều mảng hoa văn, chúng ta không thể sơn dặm như thông thường chà rồi sơn nguyên mảng. Không, muốn mỗi lần sơn dặm là gần như chẳng hạn chúng ta chày một điểm, chúng ta phải sơn cả khúc lại, phải vẽ lại. Và cực công, rất là mắc tiền. Và xe nhà mình thì được 3 chiếc là sơn như vậy, thì nội tiền sơn của 3 chiếc thì đã ngóm ngém gần 100 triệu rồi. Thì đó là lý do vì sao một phần mình cũng không muốn bán nó nữa. Tại vì nhiều khi bán nó đi rồi á thì mình nội mình cái tiền sơn họ đã mất 30 triệu, chủ người khác người ta lại không thích thì sao. Rồi, đó chính là cái phần đồ chơi. Ngoài ra mình có trang bị cho nó thêm cái kiến chắn gió. Ấy lộn, cái này gọi là cái cánh gió. Cánh gió giống như kiểu MotoGP á. Đó, có nghĩa là khi chúng ta chạy á, cái sức gió nè, đó, nó sẽ chui vô, nó sẽ đè cái này xuống, đè cái đầu xuống. Đó, cái cánh gió nó phải như thế, đưa vô nó chịu cái xe xuống. Để làm chi? Khi chúng ta chạy tốc độ nhanh á, cái xe của chúng ta nó dễ bị hỏng cái đầu. Vậy nên nhiều rider là bắt đầu phải chúi vào phía trước để đè cái đầu xuống. Ngoài cái chuyện mà mình đè ra thì gió áp lực lên cái xe mình sẽ đè cái bánh xuống mặt đường cho tạo cái độ bánh. Chứ nếu mà nó không có cái độ đè á thì khi bạn chạy nó sẽ bị cái tình trạng là quẩy, tại vì lúc đó cái bánh mà bị hở lên trên không. Đó, đó là một cái là vì sao mình gắn kiến chắn gió, gắn thêm hai cái cánh gió cho nó. Và cặp gương Suzuki GSX Zin mình đã thay thế bằng cặp gương của Kawasaki GX10. Thì Zin của nó cũng là có tích hợp xi nhan, nhưng mà cái kiểu của nó thì có vẻ nó không gấu bằng cái của GX10, nên quyết định là mình thửa của bộ GX10 và xi nhan LED gắn vào đây, trong khi của GSX-R thì nó là bóng đèn dây tóc thường. Rồi, ngoài ra đến với nó, mình sử dụng là một bộ phục của Showa. Thật ra hồi xưa thì mình xài Olin, nhưng mà sau khi mình kẹt tiền mình bán bộ phục đó khoảng 6 triệu, kẹt tiền mình bán thì mình gắn lại phục Showa của con Ducati 899. Đây là nguyên cái bộ phục và chẳng ba trên dưới của con Ducati 899. Cặp mâm của nó thì mình đã thử cho nó một cái style rất là độc đáo, phía trước một màu, phía sau một màu. Cái này là đặc hãng nha. Mâm này là mâm CNC nguyên khối, nó là nguyên khối nhôm bự này, CNC còn lại nguyên cái mâm. Nó rất là cứng, một khi mà đụng nó móp rồi á thì cái tỷ lệ mà mình đã từng thử để mình những chiếc xe khác mà móp mà để trả về lại nguyên trạng là cực kỳ khó khăn. Cái nhôm nó này nó hơi nóng cỡ nào nó cũng khó mà bẻ về lắm, rất là khó, cực kỳ khó. Rồi đấy, rồi tiến tới thì dĩ nhiên là đây, các bạn có thể coi trên đây ha, phía trên đây là cái bàn thờ. Thì do mình bán rồi hai cây phuộc này, hai cây phuộc của 899 hồi xưa mình cũng quăng lăn lóc nên nó chạy tùm lum hết á, nhưng mà không sao, có tiền mình sẽ quay về lại cặp Olin. Đó, cái này là chẳng ba CNC đồ chơi, có hai cái bình dầu CNC Racing. Đó, hai cái bình dầu CNC Racing. Rồi, cùm thì cứ cùm côn Brembo RZ 16 và cùm thắng là cùm Kosakota 19. Có một cái là ủa sao các bạn lại hỏi là ủa sao cái xe của Kỹ Sư Hẻm mà cái xe này nó lại thành côn dầu?
Dĩ nhiên xe zin của nó Suzuki GX 600 750 toàn bộ nó là côn dây, nhưng mình đã thiết kế cho nó lại thành côn dầu để mình chuyển cái bộ từ dầu, từ dây chuyển thành dầu. Đây, đây là cái bộ mà mình tự thiết kế đây, có nghĩa là mình sử dụng bộ của Ducati, sau đó mình thiết kế cái phần vị trí bắt để mà có thể đẩy được cái ti côn của cái máy Suzuki GX. Thì về nguyên lý hoạt động cái máy của Suzuki GX nó giống y chang như là máy của Ducati á, nó sẽ sử dụng cái thanh ti nè, khi bạn ép bít tông dầu ở đây nó đẩy vô là ngắt, còn thả ra nó chạy ra, vô ra vô ra vậy thôi. Thì cái này là lần đầu tiên ở Việt Nam mình chế và mình chưa thấy trên thế giới người ta chế như thế này luôn, cái này là cũng là một cái độc nhất của mình. Rồi kế tiếp với đó là nếu mà các bạn đã nghe cái tiếng bô ở đầu clip rồi thì các bạn sẽ biết cái sức mạnh của bộ Akabovic này. Thì mình sử dụng cái bộ cổ này là bộ cổ full system nhưng mà nó có lai, có nghĩa là cái phần từ 4 máy 4 xuống 2 xuống 1 nó là của Yoshimura, chính hãng dành cho Suzuki GX 750, cổ nó là cổ inox. Và từ cái khúc mà 4, 2, 1 thì mình sẽ chia nó làm 2, đi thành 2 bô như là phiên bản GXR1000. Thì khi mình cảm nhận là hai cái bô này hai bên thì nó rất là ngầu và cái tiếng nó rất là đã, rất là lật. Bạn nghe nó thiệt, mỗi lần mà mình đi tour mình chỉ đi khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nhất định mình phải nghỉ ngơi và mình phải gắn ống tiêu vào, tại vì lúc đó nó ù tai hết và nó tạo ra một cảm giác khó chịu lắm, nó cứ khó chịu trong lồng ngực, nó muốn ói mà không ói được, nó rất là nhức đầu. Vậy âm thanh mà chúng ta nhiễm độc âm thanh nó cực kỳ khó đó. Quay trở lại với phần mâm sao ha, mâm Cadre Rosa Focus, có nghĩa là nguyên một khói CNC nè, đó, made in USA đàng hoàng. Xe này thì mình đã để ở nhà hết mấy tháng mùa dịch, hôm nay lấy ra mình chỉ mới lau sơ thôi chứ mình chưa có rửa lại nữa, chứ bản thân của nó cũng khá là ngon đấy. Rồi, một cái style rất là chung thủy đó chính là chúng ta sẽ không gắn biển số. Thì năm từ chắc có lẽ là chuẩn bị năm tới thì một cái nghị định mới sẽ là những xe nào mà không gắn biển số sẽ bị phạt tiền khá ư là nặng. Hồi xưa chỉ phạt 100 ngàn thôi nên mình quyết định mình không gắn và mình bỏ biển số trong người mình. Còn chuẩn bị qua năm mới mà khi một cái luật mới ban hành ra mà tăng tiền phạt lên 2 triệu á thì ok, mình sẽ quyết định mình sẽ gắn cái biển số vô lại. Còn tạm thời thì mình không gắn, gắn gì. Đó. Ok. Với một số chi tiết khác như là bình xăng. Và đặc biệt ở Việt Nam này, tất cả những cái xe mà mô tô á, một cái vấn đề rất là bị lỗi đó chính là cái bình xăng. Khi mình đi mua xe mình nhất định phải nhìn trong bình xăng, mình coi cái bình xăng nó rỉ hay không. Tại vì sử dụng lâu ngày xăng của Việt Nam cực kỳ tệ, bụi bẩn rồi những cái pha dung dịch dung môi của nó đóng cạn rất là ghê, nó sẽ gây ra cái chuyện rỉ sét cho mình. Bây giờ nên đi mua xe nha, một cái mánh đi mua xe đó chính là phải nhìn vào bình xăng bên trong mà nó sạch sẽ, nó bóng bẩy là đồ ngon, là xe ngon, chủ xe giữ kỹ. Còn bên trong bà nó thấy nó rỉ sét tùm lum, có nghĩa là xe này có thể là đã tháo sơn dặm hay là gì đó, làm nước mưa nó chui vào. Cái chuyện mà đi sơn á, bình xăng á, 99% cái bình xăng mà đem đi sơn là về bị rỉ sét hết, tại vì thợ nó cứ tháo hết tùm lum rồi nó rửa rồi nước nó vô là rỉ banh talon. Bên nên ai mà chơi mô tô nhớ nhá, khi đi sơn xe là phải dặn thằng đó mày phải bịt kỹ cho tao, chứ mà sơn mà rỉ là mày phải đền, chứ không thì thật ra tiền sơn không bao nhiêu. Mà cái bình xăng này, mua cái bình xăng này hết cả chục triệu, chưa kể nha cái bơm xăng của bạn nó cũng khoảng 7-8 triệu một cái bơm mới, lận bơm cũ cũng phải 5 triệu một cái rồi, mà mình đã thay không biết bao nhiêu cái bơm xăng luôn á, chỉ vì cái lý do là cái bình xăng để lâu nó ra ten, nó xuống nó nghẹt cái bơm và nó hư bơm mình thôi. Rất là mất công, rất là phiền phức. Một cái điểm đặc biệt nữa, duy nhất trên thế giới luôn, bảo đảm luôn, cái xe mình rất là lạ. Các bạn mà search Google, các bạn search Suzuki GX 600 750 208 209, cho dù search tới đợi giờ cũng không thể nào thấy. Ủa sao cái đuôi này nhìn nó lạ quá vậy? Đuôi này là của Suzuki GXR 1000 nha, đây có số 1000 đây. Thì mình là người đi đầu đầu tiên luôn và duy nhất tới hiện giờ là chưa có ai luôn, là mình sử dụng nguyên cái bộ đuôi của Suzuki GX 1000 đời 2011 mình gắn qua trên đây. Nó có thể tương thích được khoảng 85%, 15% còn lại chúng ta phải mod nó một tí xíu, mod cái phần ốc áo, rồi mod cái phần bát bát, còn lại là sàn như zin, không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể xem một vòng chi tiết chiếc xe. Một cái rất là lạ, đặc biệt mọi người sẽ hỏi là con heo này sẽ nhìn lại. Cái con heo này nó tên đúng là con heo luôn á, đọc nó là heo. Cái hãng này là một cái hãng của Anh Quốc, nó chuyên sản xuất heo thắng và cầm đồ chơi, rất là nổi tiếng với nó. Mình thì mình thích những cái gì nó lạ nên mình quyết định mình sử dụng hãng heo này. Đó, tên nó cũng là heo luôn, mà không hiểu mấy hàng tiếng Anh mà nó cũng đọc là heo luôn, bởi vì có thể là lý do vì sao chúng ta gọi nó là con heo. Và nói về cái độ bền, vì sao người ta lại thích chọn Suzuki ZX 600 750 và nhất là dòng 750, tại vì nó có cái lợi thế nha nè. 750 á, nghe thôi là biết nó mạnh hơn mấy hàng 600 mà. Ra mà gặp mấy hàng R6 nè, rồi GX 600 hay là CBR 600 hay Kawasaki 600 là nó giết cái một. Hiển nhiên nếu mà chúng ta ra ngoài đường chúng ta gặp mấy con 1000 á, thì con này nếu mà chúng ta nài cứng
gan dạ, chúng ta vẫn giết nó cái một, tại vì tốc độ tối đa của nó đạt được khoảng 285 km/h. 285 km/h. Thậm chí có người ở nước ngoài đã thử gần được tới 300 lần. Đấy là lý do vì sao mà nước ngoài nó rất ư là chuộng cái mẫu này. Có nghĩa là nó không có cái xác nặng như con 1000, nó không có quá mạnh như con 1000, mà nó cũng không có yếu như kiểu con 600. Nó lưng lửng dễ chơi. Đó chính là lý do mình rất yêu thích nó, lên nhẹ nhàng dễ chơi. Và mình đánh giá nó giữa con GX 750 này với lại con Ducati 899 là nó ngang nhau. Mặc dù con Ducati 900 phân khối nhưng mà chạy nó chỉ ngang con 750 này thôi, chứ không thể nào chạy ngon hơn con này đâu. Còn với con mấy con 959 thì mình chưa biết, nhưng mà mình nghĩ là ở với cái vận tốc tối đa cũng khoảng chừng 280 mấy km/h giữa 959, 899 và GX 750 này thì cái tốc độ của nó là ngang nhau. Đấy là lý do mà hiện giờ nó vẫn còn sản xuất cái dòng 750 này. Bề ngoài của nó nhìn y xì nhau hết, chúng ta chỉ có thể phân biệt được bởi theo số máy hoặc là nhìn cái dàn option phuộc, nhưng mà dĩ nhiên cái đó chỉ dành cho những chiếc xe zin thôi, chúng ta mới nhìn phát hiện ra, chứ còn mà xe đó độ rồi thì không thể nào biết được. Mọi thứ nó y xì nhau hết 100%. Vậy nên chỉ có chủ xe mới có thể nói cho bạn biết là xe đó 750 hay 600 mà thôi, chứ bạn thì không hề biết. Mình đánh giá nó rất là bền, xe này mình chạy cực kỳ bền luôn. Mình chạy mười mấy năm trời, mình chạy 60-70 ngàn cây mà không có lỗi gì, ngoài cái chuyện là cứ bơm xăng do xăng dở, rồi hết bình để lâu quá hư bình, chỉ vậy thôi, rồi còn cứ thay nhớt các thứ. Vậy là nếu mà mấy bạn nào mà mua xe vẫn có thể tin tưởng ở những mẫu 600-750 của Suzuki. Hiển nhiên là về sau này, ở sau những cái mốc năm 2011 về sau này thì những cái chiếc xe Suzuki GSX, cái dàn mà 670 cái kiểu dáng nó quá xấu, nó xấu quá. Tôi nói thiệt là tôi là Suzuki trung thành mà tôi cũng không thích luôn, tôi không mua luôn. Nếu mà ở những thời điểm hiện tại nè, bạn có thể mua những cái hãng khác như là những con ZX6 mới nè, hay là CBR600 mới, kiểu dáng nó còn đẹp, chứ mấy con Suzuki ra xe nhìn chán quá, tôi nói thiệt luôn á. Nói liên thuyên nãy giờ, bây giờ mình sẽ test thêm cho các bạn xem cái tiến bộ của nó uy lực như thế nào giữa có gắn ống tiêu và không gắn ống tiêu nhé. Thì cái option của capo này là nó có hai cái ống tiêu đi kèm. Hiện giờ mình sẽ test cho các bạn cả hai cái luôn, với một cương vị là người đứng yên tại chỗ và nhìn thấy chiếc xe chạy qua. Đã chưa? Đấy, xe tới nay mười mấy năm vẫn mạnh, chưa bao giờ làm gì cả. Cố chấp.
hy vọng là các bạn đã hiểu biết nhiều về chiếc Suzuki GS750 này, và lần sau mình sẽ chỉ cho các bạn các mẹo để các bạn tự có thể đi xem mua xe nhé. Mình chỉ mẹo là bảo đảm chính xác 100%, không sai vào đâu được. Chào mọi người.